đây có con 2 thì nữa con. Con nước sẵn luôn, có 2 triệu à. Cái con này 5 nửa nha, 2 thì. Có bơm cho hút chân không luôn nè. Nè con nước gia đình đã lắm, này có 2 triệu thôi. Đã, có con hồ báo luôn. Máy dừng, con này có 5 nửa. Xéo luôn nha, hai thầy cũng xéo luôn, ghê là chứ. $800,000 cũng xéo được xăng đầy đủ luôn. 3 người này đây, 5 nữa ha. 5 nữa à, 5 nữa, có 2 triệu hút chân không tưới nước khỏi lần mồi đẻ này xuống anh hút à, tưới giường cũng được rẻ ghê, 2 triệu tốc độ khủng luôn. Nếu mà con nhỏ này tốc độ khoảng 5,000-5,500 vòng trên phút tốc khủng lắm.